Đã làm gì em quay phim hay dạ Ngọc? Mời. Ây da. Nặng quá hả? Nặng quá. Mở mi, mở mi. Nặng quá nặng. Ây da, chà, nặng dữ ha. Chà. Chà. Rồi. Đi vòng ở đây, đi vòng ở đây luôn, đi vòng ở đây luôn. Đó, đi vòng ở đây, đó. Cho nó gì này, nặng quá ha. Chà, chà, đặt xuống, đặt xuống. Nặng thì đặt xuống, nhặt thì đặt xuống. À, nặng thì đặt xuống, đặt xuống, đặt xuống. Đặt xuống, ô, 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 ô. Trời ơi, nặng dữ. Anh làm gì thấy ghê vậy anh đi? Hãy đoán đi. Con vừa rồi là con ngựa nhẹ hay là con ngựa nặng 25kg? Em thấy cái này là xạo. Em nghĩ là nhẹ. Trong đây là chỗ có anh Luật mạnh nhất. Nếu mà anh Luật ẩm cái con nặng nhất đó thì chuyện đó bình thường rồi. Theo con mắt em là em thấy cái con ngựa nó trì xuống là dữ lắm á. Chứ sao? Nhưng mà mình phải nhìn cái con khác để mình so sánh thì mình mới đưa ra quyết định được. Con ngựa tiếp theo. Trời ơi, con ngựa này hí luôn. Con ngựa nó diện dụng lắm. Tao cho nó chết thiệt. Trời ơi, bé thiệt. Nhà mình có ai bị thoát vị đĩa đệm không? Bước qua hả? Hả? Bước qua. Bước qua chứ. Bước qua chứ chứ. Ở đâu? Trời ơi, hay quá em ơi. Khoan. Lệch. Trời ơi. Rồi. Sao em đá anh vậy? Ôi cha, trời. Ông sao nhẹ tên là anh ơi, nhẹ tên là ông. Mày đặt sao sao? Tao khiên phụ được. Từ từ anh. Ok. Từ anh cho em thở một cái. Thở đi, ok. Rồi đi tiếp. Đi vòng bên phải này, thở lên qua cho mệt. Ừ, chạy đi. Đi thả luôn. Cái này không thể nào thật được. Nhìn nhân là Ngọc yếu đuối, mỏng manh, không thể nào mà cho bé đó mang một cái gì đó 25kg được. Chính xác. Nếu mà nhân nhân là Ngọc là 25kg á, là cái đuổi kia là không có đạo đức. Đạo đức à. Tự nhiên đang chơi game mà chị đưa đạo đức vô luôn vậy. Đúng chị. Đúng vậy, đằng nào cũng thua rồi mà ép con bé quá là đúng quá rồi. Đúng rồi, với lại em nghĩ là chị Ngọc diễn rất là giỏi, chị diễn từng nét luôn á. Em thấy là cái cơ mặt nó rung rung lên luôn á. Chị đi khệ nệ các kiểu là chị diễn rất là giỏi. Không, cái này anh thấy không diễn nha em. Sức Quynh Ninh Dương Lan Ngọc là khi cái con không là như vậy rồi. Hiểu không? Nó đã giật rồi. Còn anh hồi nãy anh có phụ mà. Không dạ. Anh Giang đang đứng thở. Chính vì anh phụ mới lòi ra điểm yếu. Đúng rồi. Mới đầu anh khiên đằng trước, sau đó anh khiên đằng sau mà sao nó y chang như nhau. À, không được đâu. Anh hiểu ý em không? Hay quá Vinh ơi. Quan trọng là con ngựa cuối cùng. Trời ơi. Chuyện nhỏ bình thường. Nó đi ba bước là thấy lòi luôn rồi. Sao anh không đỡ chị em? Sao anh không đỡ chị em một phát nhẹ? Nó không được đẹp. Cần đỡ không? Không. Trời ơi. Giả bộ. Đi qua. Đi qua. Hả? Giả bộ đi qua, đó. Vòng ra sau này. Cái này khó nha, dễ đâu. Đau đầu quá. Ê, bỏ xuống. Dặn cái rầm cho mình nghe đó. Đúng vậy, quá thông minh.
Tôi chỉ phụ thôi mà tôi đổ mồ hôi luôn. Mời ban kỳ sĩ xuất hiện. Anh Luật không phải. Tại vì lúc đầu anh Luật khi mà cái xe để xuống dưới không có tiếng gì luôn. À. Đúng rồi, lúc đó anh Giang cố tình, anh Giang cố tình làm cái gì đó ầm lên nhưng mà nó nhẹ quá. Nhìn thấy nó nhẹ yêu à. Mà không ngờ anh Luật vậy để cho phụ nữ giác nặng luôn. Tội vậy anh. Em nghĩ là nếu như anh Luật giống như em nói lúc nãy, anh Luật mà giác cái con 25kg thì chuyện quá bình thường rồi. Được. Chắc chắn là phải để cho hai con gái. Dạ, đứng cạnh con ngựa mà con ngựa nhúc nhích luôn. Chắc chắn con ngựa nó là con ngựa giả rồi. Tại sao lại bắt chị Ngọc giác một cái nặng như vậy ta? Ghét. Ghét? À, vậy là chị Ngọc giác hả? Ủa, em tin hả? Em tin. Tại vì theo như cái sự quan sát của em á thì em thấy chị Dạ cố tình giả là nặng. Chị Dạ đi vẫn bay. Nhưng mà còn chị Ngọc không hề giả nha. Lúc nãy em nó không hề giả luôn mà mặt chị đỏ bừng lên và chị... Từng xó thịt của chị rung luôn á. Tại vì chị quá ốm yếu, đến 25kg thì không thể nào chị giác nổi cả. Trời bé. Nhưng mà cái đó thì chưa chắc. Tại vì á, Ngọc á, nó dễ bị nổi cân lên lắm. Nổi cân lên lắm. Nổi cân lên là cái gì vậy? Không. Dễ khóc. Nổi gân đúng không? Vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Nó hay vậy đó. Em mới định nói đó. Dạ, đau dai hả? Rồi, bây giờ ba bạn sẽ nói một câu để cho người ta tin mình là người khiêng con ngựa này thật. Tôi là đàn ông. Một câu ngắn gọn. Tôi đang bị đau lưng. Ghét con ngựa này. Chị Ngọc, cái câu đau lưng của chị Ngọc, em nhìn sâu vô bên trong là nó là câu nói thật lòng. Từ đáy lòng đưa lên cửa miệng, phun ra ngoài, phun ra ngoài. Trời ơi, sao nghệ sĩ dùng từ kỳ quá. Cho nên là em chắc chắn chị Ngọc là người giác cái con 25kg. Rồi, Harry. Em cũng nghĩ là Ngọc, tại vì không phải là do diễn xuất, mà là do ăn. Bị hai đồng đội ghét cho nên thấy con 25kg chứ. Nếu bây giờ mà Lan Ngọc chính xác là người giác con ngựa nặng thật thì chúng ta là người quá tinh anh, quá thông minh và có những cái nhìn sắc bén. Còn nếu Lan Ngọc là người mang con ngựa giả là không phải vì chúng ta dở đâu, mà vì Lan Ngọc diễn xuất quá giỏi. Đúng chưa? Thật ra là như vậy nè, tại vì đồng đội em quá ác. Ác đến lộ ra cả ngoài mặt. Nên bạn bè rồi gì ai cũng biết hết. Như vậy là cả đội chúng ta đều đồng lòng rằng nhân vật không đáng tin là Lan Ngọc. Trong ba con ngựa này chỉ có một con có đầy đủ 25kg tạ trong đó. Còn hai con còn lại chỉ là cái thân gỗ mỏng thôi. Thôi ba người cùng lấy ha. Cùng lấy lên một cục tạ để cho biết ngựa nào là ngựa có tạ. Lan Ngọc. Dạ. Và đáp án là, khán giả nghĩ lại, số 3 là ai, tên đi. Quý vị khán giả từ trường quay nghĩ là Lâm Vĩ Dạ. Lan Ngọc không có. Quý vị khán giả ở nhà nghĩ là, và đáp án là, bên trong còn 5 cục lận. Tôi nói từ đầu tôi là đàn ông, không ai tin cả. Có bao giờ tôi để phụ nữ phải làm việc nặng đâu. Quý vị ơi, bên trong nếu mà phát sóng là quý vị thấy khủng khiếp. Tiêu Lực, hai đứa bước ra khỏi ngựa, có cục tạ, đứa nào mà khiêng là xúc phạm anh. Chứ không có chuyện mà để cho phụ nữ khiêng sau đó giành đâu, không bao giờ có. Vậy á hả Ngọc? Em chẳng biết nói gì. Đúng vậy, chúc mừng anh. Anh nói thiệt, anh rất hiểu em luôn á. Dạ. Anh rất hiểu em luôn á. 3, 2, 1, go! Đúng rồi, múa lên. Khoan, tôi nghi là cái này đứng trên cổng dây điện chứ không phải là máy rung đâu. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1, dừng lại. Họ vẫn rung, kệ họ đi. Anh ơi, làm gì nó có ý chung hay gì mà nó sao rung hoài vậy? Xong, vẫn không dừng, bà sĩ nhảy quá nhảy. Ủa, dừng lại Vinh. Hai người này nhảy còn nhảy.
Dạ Điên, dạ Điên. Ủa cái máy tắt lâu rồi. Nó còn chớm á. Chuẩn bị 3, 2, 1 và sụp. Em đánh nha. Dạ không, luôn luôn. Sao chị? Đúng là không sợ đối thủ mạnh. Chị sợ chị bình giả thường quá. Bình thường được mà. Bình thường. Đúng quá em, đúng quá. Nhảy được luôn hả? Nhảy được luôn. 5, 4, 3, 2, 1, dừng. Dừng luôn. Vinh đã hết, hai bà kia vẫn rung, ai Lan Ngọc hết, già vẫn rung, do nãy rung sao nên về trễ. Oh, cái hành động cúi xuống bấm máy tinh tế giống tôi nãy quá vậy bạn. Dạ là loại chắc rồi. Tôi không chọn dạ, dạ đi về nghỉ đi em. Người ta rung 8 năm rồi bà còn đứng im chọn. Tại sao không nghĩ ban tổ chức cho một người bấm cái máy rung của già trễ rất nhiều so với người kia? Dạ nhưng mà cái máy rung á nó không có kiểu như tòn 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 mà nó kiểu tòn như vậy. Dạ là nếu ví dụ như mà đón người nào đứng đạp vô cổng dây điện là tôi sẽ đón già. Lan Ngọc là người tình nghi nhất. Em cũng tình nghi nhất. Vì tôi thấy cái độ rung của Lan Ngọc á ở dưới chân á là giống giống như Harry lúc nãy. Em nghĩ là Trương Thế Vinh. Vậy hả? Đúng là cái phần đùi của anh Vinh rất là đều. Đó. Nhưng mà Vinh có một cái khoảng khắc là Vinh đứng lại. Với lại thêm một cái nữa là khi mà tách máy cái là anh Vinh nhẹ liền. Nhưng mà cái máy này nó không có nhẹ liền, nó vẫn rung nhiều. Đúng rồi. Từ từ dần dần thì chỉ có hai con gái này là vẫn rung thôi, là dạ là loại là chỉ có Ngọc. Anh nghĩ là ba chúng ta đều chọn Ngọc hết. Chính xác. Dạ. Nếu có ngu là ngu ba đứa luôn. Đúng rồi, bởi vì chúng ta là một khối. Đúng rồi, một khối. Đúng rồi. Tôi thấy tiếc thương cho một thân phận bọt bèo. Cô gái trong trắng mang tên là Ninh Dương Lan Ngọc. Tất cả lỗi đều đổ dồn vào cô ấy. Cô ấy có tội tình gì đâu. 3, 2, 1, run. Vậy còn lại là ai? Em suy sụp. Định mệnh đã an bài. Về đội nào là đội đó thất bại. Ôi, vẫn ánh mắt ngây thơ. Ủa sao cái mỏ máu không vậy em? Tôi nhắm mắt tôi chọn rồi tôi cũng chọn Lan Ngọc à. Tại tôi biết bao nhiêu cái cực khổ nhưng sẽ đẩy cho Lan Ngọc hết. Đây là một cái game chúng ta đã từng chơi rồi. Một đội dưới, nhìn trên đây, phán đoán ba người cùng làm nhưng chỉ có 10 là thật, 2 người là giả. Việc của chúng ta là nhìn, sau đó dừng lại, hỏi họ, muốn hỏi gì hỏi, sau đó cùng nhau hội ý, tìm ra đáp án cuối cùng, đó là đoán chính xác thì thắng. À, mình đoán đội người ta làm cái này thì lát người ta đoán đội mình làm cái khác chứ không làm một thứ. Đội nào chơi trước ạ? Quánh tôi gì? 2, 3. Em ra sau luôn. Khánh luôn, dữ thiệt chứ. Em muốn ai lên trên đó là hành động trước. Em muốn mình đây chơi trước. Đúng. Xin mời. Những người đàn ông trong đội tôi rất tuyệt vời, thưa quý vị. Wow. Đâu đó một người đàn ông trong đội em thì... Rồi, đội em là vừa không có trí thông minh nè, không có sự tinh tế. Rồi sự luyến thắng không cần thiết. Luyến thắng không cần thiết. Ủa sao đi chơi game show mà chua cay vậy? Khóc trong lòng anh. Bây giờ là cứ mặc màu này là biết là thua, vinh quang là ở độ xanh lá. Bây giờ làm sao phải tìm ra cái vị trí mà ban tổ chức quy định để gọi gì phải huề cái chứ. Trời. Đây. Vậy thôi hả? Sao không cho tụi em thắng hả? Đã thi mà còn chỉ cho huề. Chúng ta có ba cái bong bóng được kết nối với lại hệ thống bơm bằng tay, hiểu chưa ạ? Ở đây có ba cái ống bơm bằng tay ở trước mặt ba nghệ sĩ màu xanh, sẽ có hai người bơm thật và một người không bơm. Dạ rồi, em hiểu rồi. Người bơm sẽ là MC.
Dạ. Mục đích chúng ta là tìm ra được cái người không bom đó, tức là cái người mà nhờ người khác bom. Dạ. Và rồi, chúng ta sẽ bom trong vòng bao nhiêu giây đó, sau đó sẽ thả ra hết thì hơi cũng sẽ tuột lại như vị trí ban đầu. Dạ. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra vị trí không tự tay bom mà nhờ anh Giang bom. Dạ. Dễ không? Dễ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng ạ. À, tập trung nha. Đây là vị trí cô thấy trường dây nha. Ok. Mời ba nghệ sĩ tiến vào đi ạ. À, tôi nghĩ là Giang sẽ đứng ở vị trí của Vinh, tại vì Giang rất là ngại. Dạ. 1, 2, 3 bom. Ủa Khánh, em bơm em làm gì Khánh? Bơm em làm gì? Sao Khánh làm gì đứng sát chị dạ vậy? Có một cái sự không khó em không, bơm không có thôi. Một cái sự. 1, 2, 3 ngừng tay. Hey. Bom. Ok anh. Cái gì vậy? Ủa cái chương trình gì vậy? Quê quá à, sao không mặt mọi người kỳ vậy ta? Bố mạnh lên. Dừng tay. Chết em luôn á thiệt. Trời ơi, nãy mà mình mà thi này ba người này biết được người nào không bơm tụi con. Em là em đang đoán ở vị trí của chị Dạ với lại Khánh. Em cũng vậy. Anh Vinh đó rất là đều tay. Mà em nghĩ mà em đang tính một điều á là cái máy bơm ở nhà là không biết là cái bơm mà hay mình hay bơm bong bóng để chơi sinh nhật đúng không? Đó, chính là mà đó. Chỉ cần mà buông ra một cái là nó sẽ xìu lại. Hả? Không, cái này không có xìu. Không, nó có cái banh được. Bông bơm này không có banh em, được. Em nãy em giờ nghĩ gì nha, được. Tại vì á nếu mà Khánh là lo nhúc nhích là nên cái bóng nó hơi xìu xìu, còn anh Vinh là đều tay, còn anh Giang gì anh ở không mà anh chỉ bơm thôi. Đúng, anh không có gì anh nên anh rất biết to được. Anh không biết, anh được không biết ngoài này trái bóng như thế nào hết. Nói một cái là nó bự liền. Tôi nghĩ là chỗ của Quốc Khánh thôi, tại vì á Giang á là không bao giờ bơm đều tay mạnh đâu. Giang sẽ bơm nhẹ cái 1, 2, 3 xong rồi Giang ngưng nha, không bơm nữa. Không, máy bơm ở trong đó lỡ máy bơm điện sau chương trình mình giàu mà. Không chị, cơ động nha chị, cơ động. Dạ, đây cơ động. Em bị nghi ngờ Khánh là vì biết sao không? Đầu vô là anh Giang nói bơm, là lúc đó Khánh chưa kịp chuẩn bị là hơi sụt xịt cái vai chút xíu, không đều lắm. Tôi nghĩ là Khánh. Khánh hoặc chị Dạ. Không có Dạ luôn. Dạ sẽ bơm rất nhiệt tình, tại đây là sở trường của Dạ. Ủa sao sở trường của Dạ là bơm? À, vì có hai đứa con nhỏ. Hay em hay bơm bong bóng cho con. Vậy em chơi. Không, anh phải tính sợi dây đó nữa. Ba sợi dây đều bằng nhau. Giang ngồi cho nên là cộng dây sợi dây của Khánh bị cụp xuống, cái hơi nó sẽ ra ít hơn. Ghê. Toàn là những nhà vật lý học có cảm giác thôi là chị Dạ. Đó em, tùy hai người. Em là đội trưởng thôi, em đội trưởng, em đừng có nói xong rồi em thảy qua tùy hai người. Rồi, bây giờ là luật là nghĩ là Khánh, Ngọc thì nghĩ là Dạ, còn Ngân còn chơi không? Dạ em nghĩ cả hai em đang suy nghĩ phân vân ạ. À, Ngân sẽ là người quyết định ạ. À, thấy đội tôi đoàn kết không? Cả hai là ai? Là Khánh và chị Dạ. Không phải chọn, tôi lỡ vị trí tôi tới mình à. Ủa sao cái đó của Khánh nó xìu rồi, của Khánh nó xìu rồi. Cái đó tại vì hai cái xác suất này nè, bơm mạnh cái là nó lật vô trong giống của chị Dạ, là cái thứ hai là không ai giữ của Khánh. Mà sao mày chọn là vị trí tôi tới bên? Không, tại vì thật ra nha, là lúc mà em hỏi anh đang ở đâu á, em nghe cái tiếng vang vọng nó ở cái khúc này nhiều. Vang vọng hả? Em nên đi nắm lỗ tai đi bé. Em vẫn thấy. Không, em nghĩ là nếu mà anh ngồi chính giữa, em nghe cái khoảng cách anh ngồi ở chỗ chị Dạ luôn á. Nhưng mà anh ở đó, chính giữa thì anh có thể bơm được cả đúng ba rồi, bơm được hết. Nhưng mà là chị Dạ với lại Khánh. Cho Giang ngồi ở vị trí của Khánh. Tại sao? Tại vì khi Giang bơm á thì Giang sẽ thục vô, thì Dạ mới diễn xuất là Dạ nhìn qua vậy. Tinh vi. Hiểu không? Dạ mới nhìn qua bên chỗ hướng của Khánh. Nếu như mà Giang ngồi vị trí của Vinh là Dạ sẽ nhìn qua vị trí của Vinh rồi. Anh lớn rồi thì anh quyết định đi. Đừng bao giờ đổ cho tôi vậy. Tôi là nói thì rất hay nhưng tôi rất sợ trách nhiệm. Em sợ hở quá. Tôi đoán Quốc Khánh. 1. Quốc Khánh quần tư. Hay là bị Dạ cầu bình lợi à? Em Lâm bị Dạ. Ngân nghĩ là Khánh á. Cái này em không biết gì hết, em chọn chị Dạ thôi. Rồi, rồi xong, như còn vậy hai là người Thúy Ngân và Tiến Luật chọn Khánh. Chốt không? Chốt Quốc đó là Khánh. Quốc Khánh một mình. Ngọc chọn Dạ cũng không thể nào bằng hai phiếu. Ngân và Luật chọn Khánh. Vinh thì không ai chọn, bởi vì diễn dở hay là diễn hay ạ? À, không phải diễn dở hay diễn hay mà tụi em đang nghe tiếng vọng thôi. Mời ba nghệ sĩ lui lại. Trường Giang sẽ đứng lên ở vị trí nào thì vị trí đó chính là vị trí Trường Giang đã bom bom bom. Trời ơi, rung quá.
là vị trí. Tò tè tì, tò tè tì, tò tè tì. Trương Thế Vinh. Vâng. Tại sao lại ngơ ngác như vậy? Tại sao không ai thắc mắc là cho anh đứng xéo bên đây? Em không thấy anh đứng xéo. Anh phải xéo bên đây nè anh. Đầu tiên là Khánh xéo cho chị Dạ trước nên em mới nói là tại sao lại Khánh chị Dạ cho người chị Dạ. Dạ với Khánh đều. Ê tôi có thể, ví dụ anh Giang đứng đây, tôi có thể tôi đánh lạc hướng tôi quay qua đây được mà. Tự nhiên quy định không, quay qua đây là không, Giang phải bên đây. Nhưng mà là tụi em là chỉ nghe tiếng vọng đầu tiên thôi, tại vì nếu mà không có thì cái đó cũng khó đoán. Đây là tiếng vọng không của chị là chị ra, nói tại bên vì đây. Anh loại Trương Thế Vinh từ đầu vì chơi những cái trò này Vinh ít khi nào là chịu là người ấy lắm, nhưng mà hôm nay anh có lời khen cho tụi em á. Giống như mình đi thi có ban giám khảo vậy. Cái này á là anh Giang quyết định nha. Đúng rồi. Tụi em đâu có được lựa chọn. Vậy thì Giang quá thông minh, chỉ có Giang đánh lừa được chúng tôi thôi, chứ còn ba người này thì ý anh nói là MC hợp tác cho chúng tôi đánh lừa các anh à? Đúng rồi. Bởi vì Giang là người làm cái bàn thua đáng. Tôi chấp nhận vì MC đứng về phía đó mà mọi người. Các bạn có phục không? Dạ phục. Và tất cả những hình phạt ngày hôm nay ai gánh chịu? Ninh, Dương, Lan, sai lầm nhất trong cuộc đời em là làm điều đó. Không có gì sai hết. Đội bên kia đang xui lắm. Đội bên kia đang xui lắm. Ở đây họ có dĩa, có thớt và có dao. Chúng tôi chỉ để một vị trí là có hành tây. Bây giờ chúng ta sẽ cắt hành tây. Thì như quý vị biết ở trên đây ba người đều không ai biết nấu ăn cả. Cho nên rất là vụng về và rất là dễ tìm ra chân lý. Em đề nghị là phải băm. Tại vì hành tây nó sẽ văng lên. Nó là sẽ làm cay mắt. Nó đúng. Cay. Tụi em băm gì được không ạ? À? Một tay đè, một tay băm, nó sao nó văng được ạ? À? Bé nói người ta biết cái nắm hành tây luôn. Chưa làm gì mình. Thôi, cái miếng cũ kỹ bây giờ đó. Vậy đi. Băm thì dễ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách làm dễ phát hiện nha. Chúng ta sẽ sắc hạt lựu. Dạ. Cho hỏi Ngân với Ngọc biết hạt lựu là như thế nào không? Cái sắc ô vuông nhỏ nhỏ đúng không ạ? À? Giống hạt trân châu đúng không ạ? À? Giống hạt trân châu đúng không ạ? À? Cái đó là hạt trân châu. Sao chú khó quá vậy ạ? Ừ. Anh khó khăn với em vậy. Hạt lựu. Hạt lựu. Có ăn trái lựu bao giờ chưa? Dạ ăn rồi. Thì đó hạt lựu là cái hạt giống như vậy đó. Dạ. Có còn ý kiến hay là muốn mang quay cuồng giao thớt gì không ạ? À? Có chứ. Muốn mang quay cuồng trước đi ạ. À? Ghê quá, ghê quá. Y cặp dao muốn ghê quá. 3, 2, 1, các hạt lựu. Trời ho luôn, sặc hành tây. Trời ơi, diễn kìa trời. Đã làm gì em quay phim hả dạ Ngọc? Rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Tôi là thanh thương, tôi nói chuyện là họ đều cắt hạt lựu hết. Có một người đã cắt hạt lựu hành tây. Khánh, em nghi ngờ vị trí nào? Em nghi ngờ chị Lan Ngọc. Gần đây em bị cắt hành tây vô mắt rất là nhiều lần rồi. Là em biết cái cảm giác cay. Cái cay nó khóc không phải là chỉ là khóc thôi, mà nó còn cái sự mỏi mắt, cái chớp mắt liên tục. Mà ở đây, em thấy nãy giờ ở đây chỉ có một mình chị Ngọc là chớp mắt liên tục thôi. Còn ngoài ra không ai kiểu mà có cái sự mà chớp mắt á. Tại vì mắt mình nó rát lắm, phải chớp liên tục mà không ai chớp hết, có mình chị Ngọc. Em không nghĩ là Thúy Ngân. Anh là khóc thôi. Em nhận ra, em ngày xưa em đi phim với ảnh, đây là nét khóc kỹ thuật của ảnh. Anh lấy tâm lý nãy giờ. Đây là nét khóc kỹ thuật của ảnh. Anh Luật cắt hành hả anh Luật? Anh cắt hành. Và nhát dao đầu tiên anh cắt không trúng. Cho em hỏi anh cắt chính giữa cũ hay là anh cắt từ đầu? Từ đầu tới đuôi. Nhát dao đầu tiên anh cắt không trúng. Nhát dao thứ hai anh cắt một cái, anh lột vỏ ra. Anh lấy cái mũi dao anh dứt vỏ ra. Rồi sao ạ? Sau đó anh mới sắn. Trong lúc anh sắn, anh có ngước lên anh nhìn. Anh cố tình diện cho nước mắt không rơi, nhưng giọt nước mắt anh đã rơi lả chả.
Cho em hỏi, khi anh sắc hành tây, anh sắc muối ngang rồi anh mới băm ra hay là anh sắc muối dọc rồi anh mới băm ra? Anh sắc muối ngang. Muối ngang à? Muối ngang xong rồi anh xếp dọc lại. Anh cắt thêm một lần nữa là hai lạc. Có ai hỏi Lan Ngọc? Lan Ngọc lúc nãy con dao Lan Ngọc giơ lên và anh thấy có một cái đốm trắng nó dính trên đó. Ở trên này có ba dĩa hành tây để chúng tôi diễn xuất. À, có thêm cái đó nữa hả anh Giang? Trước mặt họ đều có ba dĩa. Ôi, sáng như thôi đó. Đưa từng xô xô môi lăng trên khóe mắt. Cắt thì như vậy là Ngọc là khả thi nhất. Tại vì anh thấy Ngọc cái lực mỗi lần cắt nó không có quá mạnh. Anh Luật thì giống cắt củ cà rốt hơn. Bởi vì anh nói em dở lắm, lắm luôn á. Nói em dở lắm luôn á. Em đó Ngọc. Dạ bộ làm gì? Từ nãy tới giờ ai mà biết cắt hành tây đúng cách nấu ăn thì sẽ biết ai nói dối nữa thật. Nhưng mà đối với những người không biết nấu ăn, họ cắt thì cũng như không. Bởi vì anh nói em dở lắm luôn, em là lộ liễu lắm luôn. Như là trong cách trả lời. Đúng rồi, ai nói cũng đúng mà. Mấy bạn nói đúng. Chắc không? Đó là cà rốt, là câu cà rốt liền. Suy nghĩ là rất là thấu đáo. Sao anh ăn được vậy? Sao rửa chưa? Anh rửa má. Rồi rồi, ăn ngon. Chấm muối là cực kỳ luôn á. Rửa chưa vậy? Rửa rồi, cái này rửa sạch rồi. Nói gì nghe thấy ghê vậy? Nói gì nghe thấy ghê vậy? Vậy là cái chiến thuật nắng nước cay rồi. Sao? Quyết định cuối cùng. Mời Thủy. Luật là anh thấy không phải rồi. Luật là anh thấy không phải. Luật không phải. Anh Luật không có nhót. Anh không có nhót luôn á. Anh không có nhót một cái gì. Nhưng mà nhiều khi cũng có thể là anh Luật. Anh đang muốn thua. Anh tháng cũng thành thua rồi. Anh đang muốn thua. Chốt đi. Thôi. Chốt. Thằng nào cũng vậy. Chị chốt đi. Chị suy nghĩ coi. Đó là vị trí của anh. Chắc chưa? Chắc. Rồi. Sao hay vậy? Em cái game này là em chắc chắn là anh Vinh sẽ đoán ra được em. Tại vì từ trước đến giờ anh Vinh chơi mấy cái phán đoán là anh Vinh tinh tế. Đúng rồi, Vinh trực giác. Còn Khánh á là chị nói với em là chị có cắt gì gần như vậy luôn, chị cũng không bao giờ chảy nước mắt. Đúng rồi, với lại Ngọc cắt chỉ có vài miếng thôi à. Đây là của chị cắt nè, chị cắt. Nhưng Vinh không những đoán đúng, Vinh không những đoán đúng em cắt hành tây mà còn đoán tiếng Lộc cắt cà rốt nữa cơ. Đúng luôn, là tại vì lúc đầu là em không có cắt. Em thấy hai bên đồng đội của em cắt mạnh quá. Em thấy bà nhót nhót rồi. Bà Ninh với Lê Ngọc á, người ta lúc đầu người ta cắt thì người ta cắt hồng, bà cái gì? Bắt đầu là chị chưa không cắt đụng, không đụng tới củ hành luôn. Kêu em cắt hạt lựu á, em lấy khều nhẹ ra đây em cắt nhẹ nhàng luôn. Em vẫn nhẹ nhàng như vậy thôi. Thì thật ra em là một người biết nấu ăn. Em làm bếp rất là chuyên nghiệp. Em nấu dở những món gì? Món cái bánh gì chiên chiên á. Sữa bắp. Sữa đậu nằm. Sữa bắp. Lan Ngọc nấu rất ngon. Wow. Lúc dịch Lan Ngọc có gửi cho mỗi anh em trong team bảy nụ là mỗi người 2 chai sữa bắp. Ê gì? Anh nói lại 2 chai sữa bắp hả? 4 chai sữa bắp mà. Tôi uống một chai đầu tiên xong là một tuần lễ sau rồi tôi giảm cân quá trời luôn. Cái gì anh chịu không? Giảm cân anh từ 81 rồi xuống còn 76 mà mình nói cho khán giả dễ hiểu là mất nước. Mất nước. Uống một chai vô khoảng chừng nửa tiếng sau thôi. Trời ơi. Em ru. Và được cái 4 chai khoảng 60 ngàn thôi. Tiền ship tới 9 mấy ngàn, gần cả 100 ngàn. Em chịu luôn tiền ship mà. Không nha, tôi trả tiền ship nha. Ai cũng tự trả tiền ship. Ủa sao tôi cũng tham gia bên nội mà tôi đâu có chai nào đâu. Đâu có, tại em nhắn cho anh không được luôn á. Nhắn gọi cho anh không nghe máy luôn. Anh sợ bị đau bụng như mọi người. Hên cho anh Giang ghê. Giang không xài điện thoại là hên đó.